Cơ thể con người chịu đựng được tối đa là 45 đơn vị đau, nhưng khi phụ nữ đẻ thường ấy thì người mẹ phải chịu đựng tới 57 đơn vị đau. Nó tương đương với việc bị gãy 20 cái xương cùng một lúc. Con số này đã cho thấy sức chịu đựng của mẹ bỉm thật là phi thường. Nó cũng có nghĩa là nếu các bố không sinh con thì cả cuộc đời không hình dung được cơn đau tương tự nào như thế. Vì vậy, quãng thời gian ở cữ chính là thời điểm các mẹ nghỉ ngơi, cần được tẩm bổ và chăm sóc cho lại sức, chứ không phải quan niệm đây là thời gian các mẹ ở nhà chỉ để làm công việc chăm sóc con nhỏ đâu nhá. Hãy giúp các bà ấy một tay, khi nào rảnh thì nấu món gì ngon tẩm bổ cho các mẹ bố nhé. Trong đó món ăn quốc dân là gà ác tiềm táo đỏ củ sen. Hầm gà với táo đỏ và củ sen trong nồi từ 1 đến 2 giờ để nước dầu dùng axit amin và tránh bị bay mất chất. Hầm đến khi nào mềm là được. Sau đó mình nấu thêm một đĩa đậu non sốt nấm ăn kèm nữa nhé. Mình cứ nhìn hình làm theo là ok luôn. Nước sốt mình pha riêng theo công thức của tờ hướng dẫn, thêm nước sốt và tinh bột bắp để tạo sánh, thế là đầy đủ bữa cơm cữ cực kỳ chất lượng cho mẹ bỉm rồi. Các mẹ bỉm rồi ngày mai trời lại sáng.